Đấy các bác xem, mẹ cháu vụng quá nên việc gì cũng đến tay cháu đây này. Có mỗi việc cắt rau củ đem luộc cũng phải để Ben ra tay. Hôm nay em làm món thịt ba chỉ nướng lá mắc mật, vịt hầm khoai sọ, rau rút và chút rau củ luộc cho Ben. Giờ mình đi thái ba chỉ thành từng miếng rồi ướp trước cho ngấm đã nhá. Vừa ướp vừa buôn dưa lê xíu. Đợt rồi em cũng hơi buồn vì nhận một số ý kiến trái chiều, nói là lừa con biết rồi con không khôn nổi, rồi nói Ben kém tinh danh nên mới chịu ăn như vậy. Ai theo dõi kênh em rồi thì cũng biết là Ben nhà em cực trộm vía cái nết ăn nết uống luôn. Đợt rồi con bị đau mắt đỏ nên biếng ăn chút. Em tạo nhiều trò vui cho con ăn vui khỏe, ngoài dỗ con ăn những đồ ăn tốt cho sức khỏe, thì gia đình em cũng muốn mang tới những video giải trí đầy tiếng cười cho mọi người. Ai mà chẳng muốn dạy con điều hay điều tốt, muốn con khỏe mạnh vui tươi đúng không các bác? Ben cũng là một đứa trẻ khá là thông minh, nhanh nhẹn và biết giúp đỡ mẹ nhiều lắm đấy ạ. Gia đình em cũng cảm ơn những ý kiến đóng góp của các bác, vì từ đó ấy, thì Ben và mẹ mới rút kinh nghiệm và có thêm động lực để tạo ra nhiều nội dung hay hơn và chất lượng hơn cho cả nhà. Đấy, ướp thịt xong thì để đó mình đi sơ chế món vịt để nấu canh vịt khoai sọ rau rút nào. Muốn vịt hết hôi ý, thì là các bác bóp với chút rượu và muối để ngâm 5 đến 10 phút khử mùi rất tốt nha. Rồi, giờ gọt khoai sọ và cắt miếng vừa ăn, rau rút cũng đem đi rửa sạch này. Xong rồi bác bếp đảo qua vịt với chút dầu ăn và hành xả cho thơm nha. Ai thích ăn chua chua ấy có thể thêm vài quả sấu nhá. Đợi vịt săn lại thì mình đổ nước dừa xiêm vào sẽ là món canh ngon ngọt hơn đấy. Trong lúc hầm vịt thì mình bắt tay vào xiên que thịt ba chỉ để đem nướng nào. Nướng mỗi mặt 10 phút, xét nhiệt 180 độ là được. Mãi nướng thịt tí thì quên cho khoai sọ vào nồi các bác ạ. Nấu khoai thêm 15 phút cho nhừ là mình thả rau rút vào rồi tắt bếp nha. Giờ quay qua làm nước chấm cho cái món thịt ba chỉ nướng lá bóc mật đây này. Mẹ ngâm nước sôi lọc lấy nước cốt rồi phi thơm hành tỏi lên, cho thêm chút đường và mắm nữa là ngon tuyệt cú mèo các bác ơi. Em Ben lại lanh chanh ra xem thịt chín chưa còn mong mong đây này. Đói quá rồi đấy mẹ ơi. Nhìn mẹ gắp từng miếng mà cháu chép miệng nuốt nước bọt ừng ực các bác ạ. Ngon quá xá luôn. Lên mâm thôi. Ôi món thịt thơm nước mùi xả và lá mắc mật, món canh với thịt vịt thì mềm và khoai sọ dẻo bùi, ăn là nghiền nha. Em Ben có vẻ khoái món thịt ba chỉ nướng lắm đây này. Một mình cháu là đã hết 3 xiên thịt luôn, nhưng mà cũng không quên nhiệm vụ cặm hết một cái đùi vịt mẹ giao đâu nhá. Nên ăn thế này thì ai mà chả yêu các bác nhờ.